Nho thân gỗ là một loại nho mang giá trị kinh tế và hàm lượng chất dinh dưỡng cực cao. Còn là một loại cây dễ trồng, dễ chăm sóc và có khả năng cho quả quanh năm. Đặc biệt, giống nho này rất phù hợp với điều kiện thời tiết ở nước ta. Hiện nay thì có rất nhiều dòng giống nho khác nhau được du nhập vào Việt Nam. Các giống này sẽ có một số ít các đặc điểm khác nhau. Hãy cùng mình tìm hiểu thêm về từng loại nho cùng ra sau đây. Đầu tiên, bên cạnh đây là một giống nho thân gỗ tứ quý. Loại quả này như tên gọi thì cũng cho quả quanh năm từ lúc già cây. Càng già thì cây sẽ cho quả càng sai từ gốc cho đến ngọn. Đây là những cây nguyên bản các bạn nhé. Những cây nguyên bản thì mới có thể cho quả sát gốc được. Còn nếu với những hàng ghép, chúng sẽ cho quả cách gốc một đoạn. Thậm chí, với những cây nho thân gốc khi đã già cây, khi rễ chúng nổi lên mặt đất, gặp ánh sáng, chúng mới có thể cho quả từ rễ. Đây là điểm khá độc đáo ở những loại cây này. Một cây nho thân gỗ như thế này có tuổi đời trên 10 năm tuổi. Mình sẽ đo thông số chi tiết cây này để các bạn sẽ hình dung hơn. Cây có đo thân 50 phân, vanh gốc dao động khoảng 17 đến 18 cm, cao 2 mét. Trên cây đang rất là nhiều lưu hoa, lưu quả, nối tiếp lưu quả này. Một khi cây đã già cây thì các lưu quả sẽ nối tiếp nhau, trên cây cần lúc nào cũng sẽ có hoa và quả. Mình sẽ chỉ thêm cho các bạn một số cây khác đang có tại mình. Tất cả cây cùng cỡ này đều đang sẵn hoa và quả. Tuy nhiên mỗi cây sẽ có một dáng thế khác nhau tùy vào sở thích mỗi người. Đây đều là những hàng thoát thân, có độ thoát thân trung bình từ khoảng 20 đến khoảng 50-60 phân cũng có. Quả màu tứ gốc như thế này, hoàn toàn là những cây nguyên bản các bạn nhé. Khi những quả này phát triển hết cỡ thì quả sẽ có đường kính trung bình khoảng từ 2 phân rưỡi đến 3 phân. Khi chín, chúng sẽ chuyển sang màu đỏ tím như thế này, là một trong số những loại nho thân gỗ được mọi người đánh giá cao vì độ ngon của nó. Quả to, có thịt quả trắng, ăn rất là mọng nước và ngọt. Thịt quả giống như những lớp thạch, bên trong thì sẽ có khoảng từ 1 đến 2 hạt. Là một loại cây rất dễ trồng và chăm sóc, chúng ta sẽ không cần phải phun các hóa chất để giữ quả, là một số hóa chất khác để bảo vệ cây. Chỉ cần cách khoảng 3 đến 4 tháng, chúng ta nên bổ sung thêm phân bón giúp cây lại phát triển tốt hơn. Và cũng có khá nhiều người các bạn thắc mắc rằng nho thân gỗ có thể trồng chậu hay không, chúng có cho trái khi trồng chậu không? Thì các bạn có thể theo dõi, tất cả cây bên mình đều trồng trong các bồn đất có đường khoảng 30 đến 40 phân. Đối với những cây trưởng thành như thế này, chúng đều cho quả rất là sai. Loại nho này chúng chỉ cần khi già cây, chúng sẽ tự động trái tự nhiên. Vậy nên chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chăm cây, khi cây già sẽ tự động trái tự nhiên và chúng ta có thể thu hoạch được. Một loại nho thân gỗ tiếp theo đó là những cây nho thân gỗ 12 vụ. Đây cũng là một loại cây cho quả quanh năm và khi phát triển hết cỡ cũng rất là to, đường kính quả từ 3 đến 4 phân như thế này. Khác với giống nho thân gỗ tứ quý thì loại quả này khi chín chúng sẽ có màu đỏ tươi. Màu đỏ cũng tạo nên sự may mắn, rất thích hợp để chống trang trí cảnh quan, khuôn viên gia đình, tại hợp phong thủy, mang nhiều điều tốt đẹp cho gia chủ. Bên cạnh mình đây là một cây nho thân gỗ 12 vụ, cây cũng đang cho quả rất là sai. Quả rất là to các bạn nhé, mà cây này bên mình chỉ trồng bầu thôi. Nếu bạn trồng ra ngoài đất thì cây có thể phát triển to hơn và quả thậm chí lại sai hơn nữa. Những cây như thế này có thể cao khoảng từ 2 mét đến 2 mét rưỡi tùy từng cây. Quả cho rất là to, đường kính quả khoảng 3 phân rưỡi 4 phân này. Trên cây cũng đang bắt đầu cho những lứa quả mới rồi các bạn nhé. Đây cũng là một loại nho cho quả quanh năm, gần như lúc nào trên cây có hoa và quả, tương tự với nho tứ quý. Nho thân gỗ là một dạng quả mọng, trơn nhẵn, quả tròn. Khi xanh có màu xanh và khi chín chúng sẽ chuyển sang nhiều màu khác nhau. Với nhau mà hai vụ chúng sẽ chuyển sang màu đỏ tươi như thế này. Thì quả màu trắng bên trên có một hạt, quả màu trực tiếp từ thân trông rất là lạ mắt. Và quả này các bạn có thể vừa trồng làm cây ăn quả, trái ăn ngon mà có thể giúp trang trí gia đình thêm đẹp mắt hơn. Một trong những giống nho thân gỗ khác cũng phổ biến nước ta đó là những cây nho thân gỗ đường. Đây là giống nho thân gỗ đầu tiên được du nhập vào Việt Nam khoảng từ hơn 10 năm trước. Loại nho này được mệnh danh là có quả ăn ngon nhất trong ba dòng nho mình vừa giới thiệu. Tuy nhiên, thời gian trồng quả lại rất lâu, khoảng từ 6 đến 7 năm tuổi chúng bắt đầu quả quả. Quả của chúng khi chín có màu đen, cách mộc quả và hoa cũng tương tự như những dòng nho thân gỗ tứ quý và nho thân gỗ 12 vụ. Đây là những cây nho thân gỗ của bên mình có rất là nhiều kích thước, với những cây sống, cây trai hay cả những cây trưởng thành là nho trái. Nhiều kích thước, kiểu dáng, kể cả hàng bonsai có ôm đá hay là những hàng thường như thế này. Có rất nhiều người thắc mắc và phản đối khi mình giới thiệu rằng những dòng nho thân gỗ tứ quý hay là 12 vụ cho trái để sau 2 năm trồng. Và vì sao nhà họ đã trồng khoảng 6 đến 7 năm rồi mà vẫn chưa có trái? Thì đầu tiên các bạn phải biết là giống nho thân gỗ mình đang trồng là giống gì.
Hiện nay trên thị trường Việt Nam có rất nhiều giống nho thân gỗ khác nhau như là nho thân gỗ thường, nho thân gỗ tú quý, nho thân gỗ 12 vụ, nho thân gỗ vàng, nho thân gỗ cẩm thạch hay là nho thân gỗ kim cương. Mỗi dòng thì sẽ có đặc điểm chất quả khác nhau cũng như là hình thức quả, độ ngon và ngọt của chúng cũng sẽ khác. Và loại cây này là một loại cây khi chúng đã phát triển già rồi, chúng đã tự đầu trái tự nhiên. Vậy nên khi các bạn trồng cần phải tìm hiểu kỹ giống nho mình đang trồng là gì, thời điểm cho quả ra sao và cần kiên nhẫn chờ đợi cây khi cây già cây sẽ tự động trái tự nhiên. Hiện vườn mình đang có số lượng lớn đủ các kích thước, chủng loại, các giống nho thân gỗ khác nhau như mình vừa kể. Từ hàng giống đến hàng đang cho quả hay là những cây cổ thụ bên mình đều có đủ. Nếu các bạn có nhu cầu muốn tìm hiểu thêm về những giống nho này, có thể liên hệ với nhà vườn Ngọc Thảo qua số điện thoại 092 391 2111. Bên mình sẽ giúp các bạn chọn cây cũng như hướng dẫn các bạn cách trồng và chăm sóc để làm sao có được những cây nho thân gỗ sai quả nhất. Ngoài ra, vẫn còn một số loại cây ăn quả khác rất phù hợp trồng với khí hậu nước ta. Các bạn hãy cùng mình tìm hiểu thêm trong video sau đây. Được xếp vào top những loại trái cây siêu dinh dưỡng, quả việt quất có hàm lượng calo thấp nhưng chất dinh dưỡng cực cao. Đây cũng là một loại quả được yêu thích trên toàn thế giới. Vậy nên rất nhiều người đều muốn sưu tầm loại cây này trong chính ngôi nhà của mình. Cây vừa cho trái có thể làm cảnh khá là đẹp mắt. Đây là những cây việt quất tử quý đang sang trái tại vườn mình. Những cây này được khoảng 1 năm tuổi, đang cho hoa và quả rất sai. Hoa của chúng có màu trắng, mọc thành từng chùm. Hoa rất sai, mỗi nách lá của cây đều có hoa. Với những chùm như thế này, khi quả bắt đầu đậu thì các cánh hoa sẽ rụng và lộ ra những quả như con như thế này. Sau một khoảng thời gian nhất định, những quả con bắt đầu to dần làm đầy thịt quả bên trong. Chúng có thể phát triển thành những cỡ như hạt ngô như thế này. Đây là những quả đã được đậu sau khoảng hơn 1 tháng. Chúng mọc thành từng chùm và nối tiếp nhau. Khi lớp ngoài của những quả việt quất này chuyển sang màu xanh tím là thời điểm chúng ta đã có thể thu hoạch. Việt quất là một loại cây rất ưa đất tơi xốp. Vậy nên các bạn nên chọn những loại đất có khả năng tơi xốp và độ thoát nước cao. Chúng ta có thể bổ sung thêm xơ dừa, phân hữu cơ, chấu hun vào đất để giúp cây có thể phát triển tốt hơn. Các bạn có thể thấy là giá thể bên mình rất tơi xốp, bộ rễ của cây đã bám hết vào xung quanh. Như vậy thì cây sẽ cho quả sai và đậu trái nhiều hơn. Bên mình hiện đang có số lượng rất nhiều những cây việt quất tử quý đang sẵn quả như thế này. Nghe tên việt quất tử quý thì các bạn có thể biết là đây là một loại cây cho cả quanh năm. Thêm một loại quả khác cũng để cho trái quanh năm, trái nhiều vụ một năm. Một loại cây ăn quả độc lạ mà lại rất dễ trồng ở nước ta. Đây là một cây vú sữa hoàng kim đang cho quả, là một loại cây cho trái quanh năm. Những cây vú sữa hoàng kim như thế này dù giữa trời đông giá rét của miền Bắc vẫn đang cho trái và đậu trái một cách tự nhiên. Quả vú sữa như trên tay mình đây là một quả đang chuẩn bị gần chín. Khi chín, lớp vỏ ngoài của quả sẽ chuyển sang màu vàng. Khi lớp vỏ ngoài của quả chuyển hoàn toàn sang vàng từ phần pít quả đến phần cuống quả, đó là thời điểm chúng ta có thể thu hoạch loại quả này. Như vậy, quả sẽ có vị ngọt, ít nhượng và cho hương vị ngon nhất. Một cây to như thế này cao khoảng 3 mét. Nếu các bạn chăm sóc tốt, cây có thể cho khoảng từ 30 đến 40 kg trái mỗi vụ. Cây cho quả quanh năm, rất dễ trồng và chăm sóc. Với loại cây này, cây không cần quá nhiều không gian hay là tốn công chăm sóc của các bạn. Chúng ta có thể trồng chậu hay là ngoài đất, cây đều phát triển tự nhiên. Hoa của loại cây này cũng mọc rất đặc biệt, chúng sẽ mọc ở các kẽ lá như thế này. Cây rất là sai hoa, nếu chăm sóc tốt, tỷ lệ đậu quả sẽ càng cao. Ngoài các loại cây đang sẵn quả, thì bên mình cũng có những cây choai. Với những cây choai như thế này, có chiều cao khoảng 1 mét. Chúng ta chỉ cần trồng sau khoảng 6 đến 8 tháng là cây đã bắt đầu cho quả bói. Vú sữa hoàng kim là một giống cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao, với đặc điểm nổi bật là chúng chỉ có khoảng từ 1 đến 2 hạt trong một quả. Vỏ mỏng và thịt quả rất ngon. Cây giống dễ trồng, dễ chăm sóc nên rất thích hợp với điều kiện khí hậu nước ta. Thêm một loại quả quế, loại cây này không chỉ để mọi người dùng làm cây ăn quả mà còn thường được dùng làm cây phong thủy trang trí gia đình rất là đẹp mắt, đó là những cây lựu đỏ. Việc săn lùng những gốc lựu đỏ cổ thụ có từ hàng chục đến cả trăm năm tuổi đang dần trở thành một xu thế. Nắm bắt được xu thế đó, bên mình hiện cũng đang đủ kích thước chủng loại cây để phục vụ nhu cầu của mọi người. Bên cạnh mình đây là những gốc lựu đỏ cổ thụ được bên mình nhập khẩu trực tiếp về và được dâm ủ lại. Tất cả các cành, tay tán của cây đều đang lên mầm chồi mới. Từ những mầm chồi mới như thế này, các bạn nên loại bỏ để có thể tập trung nuôi thân nhiều hơn. Vậy thì thân sẽ to và đẹp hơn. Và cũng tùy vào sở thích, mắt nhìn của mỗi người màu đẹp thì lại cành tán của cây. Theo cho mình ưng ý nhất. Mình sẽ quay chi tiết các lựu đỏ cổ thụ này để các bạn có thể hình dung được rõ hơn. Cây này sẽ có các thân khoảng 60 phân rồi mới phát triển cành tán.
tất cả các chị rất đều và đẹp. Còn 5 tay tán như này các bạn nhé. Tất cả cây đều là những cây lâu năm cổ thụ. Đây là nhìn phần thân của nó cũng đã nhuốm màu thời gian rất nhiều rồi. Hàng bên mình đã được dâm ủ kỹ càng, lên mầm chồi mới. Khi về các bạn có thể cắt tỉa lại theo con ý thích và để phù hợp với ngôi nhà của mình nhất. Cây có dáng thế vô cùng đẹp mắt. Có thể nói, tuy cùng một giống như mỗi gốc liệu đỏ cổ thụ như thế này là độc nhất vô nhị. Bởi mỗi các liệu đỏ cổ thụ đều có dáng thế và ý nghĩa khác nhau. Không chỉ giúp làm cảnh, loại cây này còn giúp loại quả ngon và ngọt, đồng thời còn mang nhiều những cái phong thủy. Quả của những cây liệu này khi chín cũng có màu sắc rất là đẹp mắt, ruột đỏ, vỏ đỏ, ăn ngọt và thơm. Loại cây này có khá nhiều ưu điểm so với những dòng liệu truyền thống của nước ta. Trọng lượng trung bình mỗi quả từ 350 đến 400 gram một quả. Giá thành cũng khá cao, gấp khoảng từ 2 đến 3 lần so với những giống liệu trong nước. Đó là một số loại nho thân gỗ và các loại ken quả rất thích hợp trồng với khí hậu Việt Nam. Chúng cho quả ngon, rẻ sai và có giá thành cao hơn rất nhiều so với những dòng hoa quả nội địa. Nếu các bạn có nhu cầu muốn tìm hiểu thêm hoặc là quan tâm về bất cứ loại quả nào, có thể liên hệ với nhà vườn Ngọc Thảo qua số điện thoại 092 391 2111. Mình sẽ hỗ trợ bạn chọn cây cũng như tư vấn thêm bạn cách trồng cũng như là khí hậu, đất đai, cách bón phân ra sao để còn được những cây tươi tốt và sai quả nhất. Ngoài ra vẫn còn rất nhiều những loại hoa cây ăn quả khác, các bạn có thể tìm hiểu thêm trong những video sắp tới.